Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ cái bàn các clip gạch ngang cô chú anh chị các bạn. Thì cái bàn này lúc trước mình đã làm và đã quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ làm lại cái này ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì do mình làm cái thanh này nè, nó cũng hơi nhỏ nên mình cắt gạch ngắn thì được, mà khi cắt gạch dài thì nó hơi bị rung, thì nó cũng chưa có chuẩn cho mấy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là nào mà muốn làm cái bàn cắt clip này đó, thì xem video của mình nha, ủng hộ mình nha. Thì mình chỉ từ chi tiết cho các bạn xem thì cái thức để làm một cái bàn cắt clip này cho nó hoàn thiện và nó sẽ chuẩn 90% nha. Đây thì nó kết cấu hình thức như thế này, thì các bạn xem thì cũng biết là làm theo nha. Cái này mình cắt chỉ gạch được 60 thôi nha cô chú anh chị và các bạn, chứ còn 80 là mình cắt không được nha. Đó. Rồi mình sẽ sửa xong rồi mình sẽ đo cái thước chiều dài chiều ngang cho các bạn xem lại nha. Rồi mình cũng mời các bạn có quan tâm video của mình thì theo dõi mình làm như thế nào để được một cái bàn cắt clip gạch cho hoàn chỉnh nha cô chú anh chị và các bạn. Thấy video của mình có hay nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha, để biết cách để làm những cái bàn các dụng cụ xây dựng hữu ích nha. Đây mình đã cắt 1 phút, phút này là phút vi nóc nha các bạn. Đó, phút này là phút vi nóc, còn phút kia là phút sắt, phút kia là 20-40, phút này thì 50. Đây, 5 phần nha. Đó, đây là 2 phần rưỡi. Sử dụng ra hết nha, chỉ có mình thay con ốc này là ép cái nóc thôi, còn như mấy này là mình sử dụng ra hết. À, rồi thì do mình đi làm gì trễ thì mình cũng làm để tối rồi đây cũng không rõ hơn mấy nhau mong cô chú anh chị và các bạn xem bản mình nha.
coi. Thì bây giờ mình đã chỉnh sửa lại cái bàn cắt bếp gạch của chú anh chị các bạn. Thì đây đó, mình gắn một cái máy dĩa một tấc nha. Thì những cái này thì mình đã thay đổi cái cây này, là do lúc trước mình làm cái cây này hơi nhỏ, thì này mình đổi là cây nóc một ly gứ nha. Đó, mặt đàn thì cũng như lúc trước thôi. Thì cô chú anh chị và các bạn có xem thì làm thì tham khảo lại, có lúc trước mình có hướng dẫn về những cái bậc đàn này nó ốc như thế nào, thì nó này tương tự cũng giống vậy thôi, nhưng mà cải thiện lại làm cái này là mình cố định luôn, mình không có làm cái chổi nào đó. Do là mình những mặt bằng nó không có và nó sẽ lên xuống làm cái miếng gạch của mình nó không được chuẩn, thì này mình hàng cố định luôn đó, cố định như vậy, mình chổi cố định luôn đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng một cái này đó. Thì đây kéo qua cái lợi rất là nhẹ rồi, nhưng nó rất là im luôn, nó không bị nhảy nữa. Rồi mình sẽ kết thúc cái clip này nha. Rồi mình cũng để mình xuống mình cắt mình test cho cô chú anh chị và bạn xem một lần nữa. Rồi mình cũng tạm dừng video. Rồi hẹn cô chú là một lát nữa mình sẽ test cho cô chú anh chị và bạn xem nha. Giờ mình sẽ test cắt miếng gạch này cho cô chú anh chị và bạn xem nha. Coi như thế nào. Qua ngồi bên đây nè. Qua ngồi là đẩy miếng gạch lại. Rồi đưa chỉnh cho này cho nó sát vô. Rồi, nó im rồi là mình nó cắt. Rồi. Bóp cho nó nhấn nút lại cho nó dính lại. Để tới luôn, đừng nó đâu mẹ đâu sao. Cái đầu này sao nó không sát được nè. Cái đầu này không sát được nè, nó hở một chút nè là nó sẽ trấn vô liền không? Thấy không? Mẹ rồi. Rồi dở lên đi. Ngồi đằng đó luôn, ta nắm ta dở lên cái xong à. Cấn cộng dây điện kìa. Đè hơi chút à. Đó, cái được. Ngon lành luôn á chứ. Rồi, ta đẩy tới luôn. Nó cái đồ có vô đâu. Rồi, để máy về khỏi đó. Để giờ dở đồ này lên. Đẩy ra đẳng. Nó có lời cho đặng hay không, mình lấy lên mình nhóm mà đặng cái là lấy lên rồi, đúng rồi. Rồi đưa cho nó sát qua đây rồi lắm rồi, cái tay để lên đây, đây giữ đợi đó, nó hết mẻ cái đầu thấy không, quá ok. Rồi ok. Tuyệt vời cái nào không? Ừ. Rồi cái chỗ đó miếng gạch nó bị hơi bị mò lên cái nó ăn ít nè, thấy chưa? Đúng không? Miếng gạch nó bị mò chỗ đó đó. Thì nó là 99% thôi. Nó vậy là lủng gạo rồi. 97%.
Rồi thì video mình tới đây cũng tạm dừng nha cô chú anh chị các bạn. Thấy hay và cho like và một đăng ký để chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi, ok, bye bye.